Xin chào quý vị, chào các bạn. Như chúng ta đã biết, thần số học không phải là mới và cũng không phải là thứ nhất thời. Và từ buổi bình minh của lịch sử loài người thì các con số đã là nguồn gốc, thông tin và hiểu biết của con người về thế giới xung quanh. Số học là khoa học tiên đoán các thông tin về cuộc sống thông qua các số đã có mặt từ hơn 2.500 năm. Chúng ta thấy rằng đây chính là Pythagore, là một nhà toán học, triết học, lý thuyết gia với những nghiên cứu các con số đã đưa ra sự ra đời của thần số học. Và nó đã giữ một ảnh hưởng lớn trong hệ tư tưởng. Và ông được coi như là cha đẻ của hình học, đặc biệt là định lý Pythagore và mối liên hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Quan trọng nhất là Pythagore là người đầu tiên nhận ra các con số chính là nền tảng của vũ trụ. Và bất kể con số nào thì cũng có những rung động riêng của nó. Ví dụ khi con người sinh ra thì chúng ta quan tâm đến tên, ngày sinh, giờ sinh. Và chúng ta thấy rằng là rất hiếm gặp những người mà có cùng tên này, cùng ngày tháng năm sinh và cùng giờ sinh. Chính vì vậy mà khi sinh ra nó đã mang ý nghĩa gắn liền đi theo chúng ta suốt cuộc đời. Tuy nhiên có những trường hợp là ngày sinh thật ấy, khác với giấy khai sinh, khác với chứng minh thư nhân dân, đúng không ạ? Tuy nhiên những con số trong giấy khai sinh hay là chứng minh thư nhân dân thì nó sẽ đi theo chúng ta và gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Chính vì vậy mà hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về ý nghĩa của các con số từ số 1 đến số 9, đặc biệt là các con số gọi là số đặc biệt là số 11, số 22 và số 33 và bí ẩn sau những con số đó là gì. Xin mời các bạn cùng chú ý. Đầu tiên chúng ta cùng đến với con số 1. Số 1 chính là cái keyword của nó là lãnh đạo và độc lập. Biểu tượng của con số 1 này chính là doanh nhân Phạm Nhật Vượng và Steve Jobs, doanh nhân đồng sáng lập Apple. Và biểu hiện của những người mang con số 1 đó là rất là tiên phong, độc lập, tự tôn, rất là kiên định và thích vượt trội. Tuy nhiên thì họ khá thiếu tính kiên nhẫn bởi vì cái tính tự tôn của họ cao và thẳng tính. Và những công việc phù hợp với những người mang số 1 đó là có thể kinh doanh, lãnh đạo, quân đội, hay những nhà sáng chế, đạo diễn, là những người thích làm việc độc lập. Và để cân bằng giữa những cái đức tính cũng như là những khuyết điểm của những người mang con số 1 thì là những người này có thể là học khiêu vũ này, tập yoga hay ngồi thiền thì sẽ giúp họ trở nên thư giãn và thanh thản hơn, bởi vì họ suy nghĩ, những cái suy nghĩ của họ rất là lớn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với số 2. Số 2 chính là bậc thầy kết nối. Tại sao chúng ta lại gọi đây là bậc thầy kết nối? Đây chính là biểu tượng Niếp Nhĩ, là một nhạc sĩ người Trung Quốc, là người đã soạn nhạc cho bài quốc ca nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và những đặc điểm của những người mang con số 2 thì nó đối lập hẳn với những người mang con số 1. Đối với những người mang con số 1 thì là khô khan này, độc lập, kiên định, thì những người mang con số 2 này lại thể hiện là những người có trực giác, có lòng vị tha, sự chân thành, tỉ mỉ, điềm đạm, nhẹ nhàng và rất là khéo léo, rất thích là có khả năng giữ sự cân bằng và tính đồng đội, dễ tiếp thu, dễ hợp tác, rất là khéo léo trong giao tiếp và kiên nhẫn. Tuy nhiên, những người mang con số 2 này thì lại bởi vì là rất là nhạy cảm này, rất là cả nể, cho nên là trong những tình cảm thì dễ bị thiệt thòi và bởi vì là không có lập trường vững vàng, dễ tin người, cho nên là dễ bị lợi dụng. Chính vì vậy mà chúng ta để tạo sự cân bằng thì cần phải cho họ tập cho họ mạnh mẽ
tức là để họ sẽ cho họ giao tiếp nhiều. Vì chúng ta sẽ những công việc phù hợp đó là ngoại giao, luật sư hay cố vấn tâm lý, nhà phân tích. Tiếp theo chúng ta cùng đến với con số 3. Con số 3 thì là keyword của nó đó là bậc thầy truyền cảm hứng. Và hai biểu tượng cho con số 3 đó chính là Nguyễn Thị Phương Thảo, Seo và Jack Ma. Và những đặc điểm mạnh của những người mang con số 3 thì những người mang con số 3 này rất là cởi mở, vui vẻ, tự tin, tích cực, sáng tạo, thích giúp đỡ mọi người, rất là nhiệt tình và lại còn hài hước nữa. Chính những người này nói rất là nhiều. Chính vì vậy mà họ cần phải học cách dung hòa khi mà góp ý đối với người khác, không được nói lan man. Và những người mang con số 3 chính là người của hành động và là người của giao tiếp. Và những cái công việc phù hợp đối với những người mang số 3 đó là có thể làm tác giả này, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc hay làm đẹp, bởi vì cái tính nghệ thuật của họ rất là cao, hay chăm sóc sắc đẹp, làm tóc, diễn viên hài, ca sĩ, vân vân. Đó là những người mang con số 3. Tiếp theo chúng ta cùng đến với những con số 4, bậc thầy về quy trình. Tại sao chúng ta nói rằng con số 4 là bậc thầy về quy trình thì phụ thuộc vào những đặc điểm của nó. Và đại diện biểu tượng cho con số 4 chính là Donald Trump và Lý Quang Diệu, hai nhân vật rất là nổi tiếng. Và điểm mạnh của con số 4 đó chính là rất là chuẩn mực này, thực tế, chi tiết. Những người này sẽ mang tính là kỷ luật, nguyên tắc và ổn định, đáng tin cậy. Và có những lúc thì là cũng thận trọng quá mức. Chính vì vậy họ tập trung quá nhiều vào công việc và hay lo lắng bất an. Họ rất là cứng đầu, đa nghi và họ phải mắt thấy tai nghe thì mới tin tưởng. Nhưng những người này thì rất là vô cùng trách nhiệm và thực tiễn, hướng tới sự hoàn hảo bên trong. Và những công việc phù hợp đối với những người mang con số 4 là những công việc liên quan đến như chế tạo này, chiến thuật, công an, trợ lý, kế toán, chuyên viên ngân hàng, tài chính, vân vân. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với con số 5. Con số 5 thì ký ức của nó là bậc thầy về sáng tạo. Và đại diện cho con số 5 đó chính là Mark Zuckerberg và Trần Toản. Và đặc điểm, những điểm mạnh của những người mang con số 5 đó chính là những người mà yêu thích tự do, những người rất là năng động này, linh hoạt, thích đổi mới, thích mở đường này, cải cách, và những người rất là sôi động này, giàu ý tưởng và rất là thích môi trường sống tự do, sống động, nó phải vượt khỏi khuôn khổ. Nhưng có những cái mà điểm yếu của những người này đó là bởi vì họ thích tự do cho nên là khi mà họ bị áp lực hay bị gò bó một tí gì là họ sẽ chán và thiếu tính kỷ luật và ít cảm trị được cảm xúc của mình. Chính vì vậy mà những người mang con số 5 cần tập trung cao cho công việc, và những công việc phù hợp của họ đó chính là phóng viên ảnh này, điều tra viên, tiếp viên hàng không, môi giới kinh doanh du lịch, kinh doanh ăn hay là diễn viên. Những người mang con số 5 thì là cần chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với con số 6. Đó chính là những con số 6 là con số của yêu thương và con số 6 là con số của yêu thương và cho đi. Và biểu tượng của con số 6 đó chính là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Warren Buffett, tỷ phú, nhà đầu tư, nhà từ thiện.
Điểm mạnh của những người mang con số 6 đó là những người rất là trách nhiệm, yêu thương gia đình, rất là hy sinh, tình yêu sâu sắc với con người và giàu lòng vị tha, trắc ẩn, bao dung. Tuy nhiên những người này thì lại có những cái điểm yếu, đó là có những lúc mà lo lắng quá mức này, bao đồng và đòi hỏi. Những người này là tự cho mình là đúng, có những lúc là lo lắng thái quá làm cho là mất cân bằng. Và chính vì vậy những người này cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Và những người mang con số 6 thì là những công việc phù hợp đó là chính trị gia, nhà diễn thuyết, giáo viên, hay là những người mà làm những cái công việc có ích cho xã hội, hay là cố vấn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với con số 7 là con số của trí tuệ và thông minh, thông thái. Đó là biểu tượng của nó là Tổng thống Nga Putin, rất là nổi tiếng. Và điểm mạnh của những người mang con số 7, con số 7 là con số của triết lý nhân văn sâu sắc. Hướng phát triển của họ là về tâm linh. Họ rất là thông minh, rất là giàu trí tuệ, thích chính trị, thích nghiên cứu, thích lại thích yên tĩnh. Hướng phát triển đó là kỹ sư, nhà khoa học, sử học hay là giáo viên. Và chìa khóa thành công của những người mang con số 7 đó chính là cần phải trải nghiệm và phải tự tin vào bản thân nhiều hơn. Có nhiều lúc là họ đa nghi quá, thế cho nên là họ đơn độc và khá kín đáo, vì vậy phải tự tin vào bản thân. Tiếp theo chúng ta cùng đến với con số 8. Con số 8 lại tại sao nói là lãnh đạo chuyển giao, và biểu tượng của những người mang con số 8 đó là Ha Ik, là doanh nhân, diễn giả, tác giả của cuốn sách Bí mật tư duy triệu. Và điểm mạnh của những người mang con số 8 đó chính là làm một nhà điều hành xuất sắc, là người có tầm nhìn xa, có khát vọng và người rất là cũng sáng tạo, nhân văn và biết nắm bắt cơ hội. Và họ làm việc có hệ thống, có kế hoạch. Và cái điều mà cần lưu ý ở những người mang con số 8 đó là họ rất là tham vọng và cố chấp, đôi khi còn có tính đó là ích kỷ. Và có những người này thì lại rất là có lộc về kinh doanh. Chính vì vậy những công việc phù hợp đối với những người mang con số 8 đó là một nhà kinh doanh, là một nhà khoa học hay là một nhà chủ doanh nghiệp, người họ giám sát và nhà quản lý và kinh doanh, hay là kinh doanh bất động sản. Đó là những người mang con số 8. Đối với con số 9 thì là con số 9 là biểu tượng đó là nhân đạo và từ bi, và đại diện cho những người mang con số 9 đó chính là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta và Thánh Teresa, là những người con người rất là nhân đạo và từ bi. Và điểm mạnh của những người mà mang con số 9 đó chính là từ bi, yêu thương, thích cống hiến, thích cho đi, rất là bao dung, nhân đạo và thích giúp đỡ người khác. Mục đích là họ giúp để chuyển hóa cái lý tưởng của người khác, và có tầm nhìn lớn, có đam mê, và những người này rất là tháo vát. Và những người có mang con số 9 thì lại không giỏi quản lý tiền bạc, dễ bị lợi dụng. Và những công việc phù hợp của những người mang con số 9 đó chính là thầy giáo, truyền giáo, nhà lý luận, bác sĩ. Và những người này rất là cần cảnh giác, bởi vì là rất là dễ bị lợi dụng, bởi vì cái tính nhân đạo cũng như là cho đi của họ rất là lớn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với con số 11. Con số 11 là
con số của bậc thầy về tâm linh. Và điểm mạnh của những người mang con số 11 đó chính là những người có trực giác rất là tốt, bởi vì nó kết hợp giữa con số 1 và con số 2, có chiến lược này, nhạy bén. Và có sứ mệnh và có tầm ảnh hưởng, cũng như là nó giúp đỡ mọi người chuyển hóa về tâm linh. Và tài năng mà khi mà cố gắng cống hiến thì nhận sẽ là những người này sẽ được nhận lại những cái gì mình cống hiến, thì là sẽ là người ta sẽ được nhận lại cái đó. Và lưu ý là những người mà mang con số 11 này thì là rất là hay cầu toàn. Có thể là mọi người có cảm giác được là có sự cách biệt, hay nhạy cảm thái quá. Có những điều mà họ cảm thấy rằng là những người này suy nghĩ rất là phi thực tế, không thực hiện được. Nhưng mà những người còn mang con số 1 là trong lòng của họ đã cầm nắm được là họ có thể làm được. Và những công việc phù hợp đối với những người mang con số 1 là những người thích là có thể là hoạt động xã hội này, thủ lĩnh tôn giáo, những bộ môn về huyền học như kinh dịch, tử vi hay là thần số học. Và tiếp theo con số 22 đó là con số chiến lược và kỹ thuật. Và đại diện cho con số 22 chính là Margaret Thatcher, là nữ lãnh đạo đầu tiên trong vùng đất của đàn ông làm chủ thuộc đảo băng đảo của Anh Quốc. Và con số 22 thì hay còn gọi, người ta gọi đó là con số vua. Con số 22 chính là kết hợp của con số 2 và con số 4. Những người mang con số 2 này dung hòa được bản thân và thích làm nhiều việc, và lại còn rất là tự tin, rất là kỷ luật và cũng thích nghệ thuật. Và những người này cũng rất là thích cống hiến. Những người này rất là đam mê và với công việc. Tuy nhiên những người này là rất là kỹ tính. Chính vì vậy mà họ cần phải cái cân bằng cái cuộc sống hơn, để dung hòa cuộc sống. Và những người mang con số 3 phù hợp với vị trí lãnh đạo. Và trong gần như tất cả các doanh nghiệp hay tổ chức văn hóa, hầu hết các lĩnh vực công ty, khoa học, y tế, công nghệ, chính trị, sáng tạo, nhân đạo, thì người con số 22 này đều có thể trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc. Và chúng ta cùng đến với con số 33. 33 là con số của bậc thầy chữa lành và trị liệu. Và biểu tượng của con số 33 này chính là Bác Hồ, là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và những người mang con số 33 là những người mà chúng ta thấy rằng là đó là những người mà chữa lành, trị liệu, là những người rất là tâm lý, những người truyền cảm hứng, cho đi và yêu thương. Bởi vì con số 3 chính là con số kết hợp của con số 3 và con số 6. Và những người mà mang con số 33 này mang một tình yêu thương rất là tuyệt vời. Ví dụ như Bác Hồ của chúng ta, đúng không ạ? Là người rất là thích phụng sự, là bậc thầy về kiến thức và nhân văn. Vừa những người này rất là thẳng thắn và giàu cảm xúc và còn biết lo xa. Chúng ta thấy rằng là những người mà mang con số 33 thì phù hợp với những công việc ví dụ như là giải trí, diễn viên, thầy thuốc, hay là người thầy tâm linh, hay là nhà ngoại cảm, những người của đại chúng, hay nhà thiết kế, vân vân. Rất là nhiều những cái công việc phù hợp đối với những người mà mang con số 33. Và họ được rất là tin yêu nữa. Và vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về một số cái sơ qua về ý nghĩa của các con số từ số 1 đến số 9 và những con số đặc biệt như số 11, số 22, số 33. Và phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, thành công.